gửi tặng mẹ, người mẹ thứ hai của con. Cảm ơn mẹ đã sinh ra một người con trai quá hoàn hảo. Dẫu anh ấy bây giờ có tha thiết yêu con thì vẫn chẳng ai thay thế được mẹ đâu mẹ à. Mẹ chẳng cần phải buồn phiền khi thấy anh ấy quan tâm và lo lắng cho con, vì trước khi làm những gì điều ấy cho con, anh luôn nghĩ về mẹ. Chương trình. Dạ chào cô. À, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Tôi Nguyễn Thị Thế, sinh năm 63, 61 tuổi. À, chị có mấy cháu rồi? Chị có 3 cháu. Lớn đứa là con gái thứ nhất là Tiểu Dần, còn chồng của ông Tiền này là thứ ba. Dạ. Là Trần Thư Hoàng, là đó đó là cô, là cô coi trong phim không? Là đặt Trần Thư Hoàng là dòng sông Lý Việt cái gì đó. Ôi, dòng sông Lý Việt. Đúng. Rồi rồi mới tới thằng con trai út của cô là tuổi Quý Dậu, là cô đặt nó tên là Trần Thối Văn. Trời ơi. Mê phim dòng sông Lý Việt. Là tại vì mình coi mấy bộ phim rồi đó dữ lắm hay luôn. Đúng rồi, đó dữ lắm hay luôn à. Bắt đầu mình đương mang bầu, cái bắt đầu mình coi trong đó cái mình đặt luôn. Vậy là không tại coi vì mình không có phim đồng tiền thương máu giùm luôn đó. Rồi. Dạ, chào chú Quyền Linh, chào chị Lê Lộc. Em tên là Thanh Tuyền. Năm nay em sinh năm 1992. Chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ là 12 năm. Ôi. 20 tuổi lấy chồng. Ở ngoài là 32 mà trong giấy là 31. Còn ngoài chồng nữa chứ. Giống mẹ chồng quá. Con dâu của cô là tuổi Thân. Mà trong nhà của cô này ha, người ta nói á, Dần, Thân, Tỵ, Hợi là tứ thành xung phải không? Dạ. Nhà của cô là đủ 4. Wow. Con gái của cô thứ hai là tuổi Dần. Chồng của cô là tuổi Hợi, nó là tuổi Thân, chồng của nó là tuổi Tỵ. Rồi cô đâu? Cô là tuổi Mão. Mão mẹo đó. Mẹo đó. Cái ngày đầu tiên mà con dâu nó về, rồi mình thấy, nhìn qua nhìn lại mình thấy nó làm sao? Nói chung là hồi đó là cô cưới nó rất là khờ, nó không biết gì hết, nó 20 tuổi mà. Mà trong khi bên xui của cô á là nhà có người làm hết, nó không có biết làm gì hết á. Mình cưới nó về, mình nói mình cưới, bởi vì mình là phận đàn bà, mình biết con dâu mình nó còn nhỏ, mình về mình dạy nó. À, cưới về để dạy đúng không? Đúng rồi. Chứ mấy bà già xưa nha, nếu mà nó còn nhỏ quá, nó khờ quá, không biết làm gì, với nó lệ cưới về làm gì. Thôi khỏi đi, từ từ chờ nó biết gì hắn cưới. Đâu có. Cưới nó về đó ha. Là xong ngày đám cưới rước dâu về, nó đi te xuống dưới bếp, nó nói gì nè: mẹ với mấy dì rồi mấy cô mấy chị rồi kêu rửa chén với chùa nào cho con nha. What? Chứ con là không có rửa chén, không có chùa nào. Trời đất ơi, là tại vì nếu rửa chén chùa nào sau này con cực lắm. Nó xuống ngay xuống bếp, mấy dì nữa mấy chị nó nhóc hết trơn gì, nó nói tỉnh quèo cái nó lên trên phòng ở bếp trên luôn. Giờ rút kinh nghiệm, mấy cô mà lấy chồng về lần đầu tiên là phải ác mày chồng luôn, la mày chồng luôn. Nó không có quét nhà, không có làm gì chơi. Không có làm gì nha. Cô làm mà nó còn chê là cô làm không sạch á. Vậy đó hả? Ừ, nó khờ, nó không có hiểu là gì. Nhưng mà cái lúc đó là mình nó giỡn hả? Hay là mình em là thẳng tính. Nó thẳng tính lắm, nó muốn nói gì nó không có sợ ai chứ á. Vậy hả? Mới sợ. Mình nói trước mặt mẹ. Trước mặt mẹ rồi trước mấy cô mấy gì mình sợ không? Cũng như là nó vô tình, nó không có sợ. Đôi khi nó không phải nó không biết mà nó không biết, không sợ ai, nó không biết ai luôn. Nó thẳng là từ hồi cô nói cưới nó về. Con không nhớ cái chuyện đó. Nó không có quét một cái nhà cho cô luôn. Cái không quét nhà là có. Tại vì hồi ở bên chị xui của cô là nó không có bận gì trơn á, nó không biết. Sáng sớm là cô với cái chú đợi hai tiệm. Cô là bán một tiệm tạp hóa, chú bán bên tiệm Nhật Tư. Thì hai vợ chồng nó xong rồi cái nó lại nó tiếp được gì tiếp, nó không tiếp thầu tới tối cô về. Tối cô về nó muốn mặn gì luôn á. Nó không biết mặn. Nhưng mà cái lúc mà cô cưới về rồi cô có chỉ dạy không? Ví dụ mình nó về xong rồi bắt đầu mình mới chỉ dạy. Nó không có biết. Vậy trước khi mình làm dâu mình không có hỏi chuyện cách nào để làm dâu nó tốt hả con? Dạ không. Năm đó là hai con 20 tuổi à. Con với chồng con là biết qua bên nhảy audition á. Có một tháng thôi là hai vợ chồng con tiến tới hôn nhân. Cái lúc đó kiểu như là còn nít ở chỗ mà cái không có suy nghĩ gì trơn, vô tư lắm. Bên mẹ là từ nhỏ lớn là từ chiếc xe con chưa có bằng lái tới giờ hiện tại chưa có luôn. Trời ơi, tới bây giờ là ba bằng lái luôn á. Ba đưa rước tới có chồng là chồng đưa rước luôn. Giờ nó đâu có đi xe, nó đâu, nó hoàn toàn ngồi trên xe du lịch không. Chồng nó lái không là cô mua xe du lịch và chiếc CRV cho hai vợ chồng nó từ hồi năm 2018 tới giờ. Thôi khỏi thì bằng lái luôn, khỏi thì người nó đâu có đi xe đâu, thiết bằng lái. Dạ. Mình biết lái xe thì cái xe đó mới là nó phụ thuộc vô mình. Dạ. Chú nói vậy thôi, còn chồng con xong rồi cái bắt đầu nói lợi rằng tiệm cô á thì nhà ở thì không có nấu cơm. Dạ. Tại lúc nó mới về là có chị chồng đó là nấu cơm nấu nước sẵn trơn à. Dạ. Cô bán một cái tiệm tạp hóa ngay chân đó luôn, là cô đi ra khỏi cho hết vợ chồng nó. Hai vợ chồng nó mới vô trong cái tiệm đó mới mua bán cho là cô trời. Đi ra mình không luôn mà. Xong rồi cô bàn giao cái tiệm cho hai đứa nó ở đó luôn, nó ở riêng luôn ở đằng đó. Nhưng mà
sau này nó nấu cơm giỏi là nó nấu cơm cho hai vợ chồng của cô ăn là cả chục năm nay đó. Wow. À vậy đó hả? Là nó học ở trên mạng, nó nấu ha, nó làm cũng đủ thứ hết trơn á, mà tại vì cô với ông xã cô là rất là dễ ăn cái gì cũng được. Sáng á thì mình ở chợ đó, sáng ăn sáng xong thì tới 12 giờ 1-2 giờ cái nó nấu cơm ngâm cơm nó đem xuống. À mình hợp với mẹ chồng cái gì con? Lựa quần áo hai mẹ con, nói chung là khi mà vô cầm điện thoại coi là giống như là con khen là mẹ sẽ cũng khen, rồi hai mẹ con chốt cái đặt đồ trên mạng về. Nói chung là hai mẹ con thích mua sắm. Dạ đúng rồi. Hợp với mua sắm này, rồi hợp với ăn uống không? Dạ ăn uống cũng hợp. Ăn uống mẹ cũng hợp dễ luôn. Lắm. Vậy đó hả? Ví dụ như hôm nào con bận, ví dụ con chiên trứng thôi cũng được nữa, làm ba mẹ vẫn ăn bình thường. Có gì mà con chưa hợp với mẹ chồng không? Con ít tâm sự với mẹ nhiều. Cho nên là con với mẹ không hiểu nhau. Con thì thích kinh doanh một cái nghề khác, nhưng mà do mẹ là lúc trước là mẹ đã cho tụi con cái tiệm tạp hóa. Mẹ thì mần cái nghề đó rất là lâu rồi, nhưng mà đến khi mà mẹ sợ nghỉ cái nghề đó tiếc, nhưng mà đến hiện tại con vẫn đam mê cái nghề kinh doanh bên mỹ phẩm của con. Nhưng mà mẹ không đồng ý. Mỗi lần nó ức rồi thấy chưa? Nhưng mà mình sao mình không chia sẻ với mẹ, mình tâm sự với mẹ? Nhiều khi có bao giờ con buồn con khóc vì điều đó không? Con khóc nhiều lắm. Nhiều. Có tâm sự với mẹ không? Không dám con hả? Ừ, đó cho con khóc là giống như kiểu là con giấu trong lòng. Đó. Ít nói chuyện với mẹ lắm. Từ khi mà về nhà em thấy trong gia đình của bên gia đình chồng em á, ít tổ chức những cái giống như sinh nhật tổ chức cho mẹ, thì em là người đứng ra là sẽ nói với chồng. Nói chung là không có trực tiếp là à mẹ ơi sinh nhật con tặng mẹ, mà thông qua chồng, anh phải mua cái này cho mẹ, làm cái này cho mẹ, là em thông qua chồng hết. Chồng em sẽ đứng ra nói chuyện qua hết từ mẹ, chứ em không có nói. Nói chung là nói chú Quyền Linh, tôi điện thoại nó không bao giờ bắt. Chồng nó bắt không à. Cũng như là không biết nó ngại bên mẹ một cái gì là mình không có biết. Ngại gì con nói cho mẹ nghe đi. Nó không bao giờ nghe điện thoại, chồng nó nghe điện thoại không cái gì. Tức là không em rất là, con rất là thương mẹ, thương ba. Giống như là chồng con lúc trước giờ là rất là vô tâm với gia đình, không có để ý tới ba mẹ. Ví dụ như đi chơi hay thì là con phải chủ động nói là anh ơi mua cái này về cho mẹ, mua cái này về cho ba, nhưng mà anh phải chính tay đem. Hoặc là sinh nhật của mẹ là con sẽ kêu con của con đem quà tặng cho mẹ, chứ con không có đem tặng. Lý do tại sao cái khoảng cách nó vẫn còn xa như vậy, trong khi mình ở tới cả chục năm trời rồi con? Chồng con rất là vô tâm, nói chuyện với mẹ rất là hổn, con không thích điều đó. Nên thay vì là chỉ tặng, con nói với chồng luôn, con nói là ba mẹ ví dụ anh có tức giận bất kỳ thì anh không được nói tục. Chứ là chồng con rất là kiểu như là vô tâm với ba mẹ lắm, không có để ý tới ba mẹ chứ. Nhưng mà từ khi mà chồng con ở với con, kiểu như là con không có trực tiếp nói gì với ba mẹ, nhưng mà con sẽ làm cho chồng con phải hiếu thảo với ba mẹ. Con lại làm cho cái khoảng cách giữa mẹ con với con xa hơn nữa. Thay vì con cứ thân thiện, con cứ tới à mẹ quà của chồng con tặng nè, con cứ nói cũng được mà. Còn tại sao mình phải đưa con mình tới tặng cho mẹ? Tự nhiên cái khoảng cách đó mẹ cũng thấy rất là xa. Thậm chí tại sao mẹ gọi điện con bắt máy, con phải chủ động bắt máy để con à mẹ ơi mẹ, mẹ cần gì, mẹ mẹ alo gì đó. Có đôi khi nó là gượng gạo đó, những cái giai đoạn đầu tiên. Nhưng mà chú nghĩ rằng nếu mà chúng ta chủ động làm cái việc đó trong một thời gian thôi, nó trở thành một thói quen, chỉ cần nghe tiếng điện thoại thấy chữ mẹ chồng hay gì đó là mình bắt máy luôn, thì nó sẽ trở thành thói quen và từ đó cái khoảng cách nó sẽ gần lại nhau. Đó, ngay cái chuyện mà mẹ con gọi điện con không bao giờ bắt máy, thì mẹ con cũng thấy là trời nhỏ này sao nó ở với mình mà tới bây giờ vẫn vậy. Làm dâu 12 năm mà sao mà ví dụ như có chuyện gì là tôi với ba nó là đều đem lên nhờ nó hết, là tại vì nó biết rành hết. Thí dụ như bây giờ tôi muốn chuyển khoản mấy trăm triệu cho người ta thì nó vẫn lên nhờ nó chuyển khoản giùm, tại vì cái tài khoản của tôi, nhưng mà tôi không có biết bấm sao để chuyển khoản. Vậy mai chứ đưa nó số tài khoản nó xài luôn. Nhưng mà cái là nó mẹ lên là mẹ kêu mẹ sai cái gì thì làm theo nấy, nhưng mà nó vẫn khoảng cách. Là cũng như là tại vì con á, là tại vì tôi hay cào nhào, là thì nói chung là cho nói với chú Quyền Linh là mình là người lớn tuổi, mình sợ những cái mà nó con mình nó không có chín chắn, là sợ mình sợ đủ thứ là mần nó không thành công. Cho nên thành ra thì mẹ mà bảo thủ, mà người lớn tuổi bảo thủ lắm. Bảo thủ sợ, dù biết rằng đứa con tiền nhưng mà sợ con mần thất bại. Bây giờ mình đưa cho con mình 100-200 triệu, 200-300 triệu, mình có tiền mình đưa, nhưng mà suy nghĩ biết con mình nó mần được hay không. Mình sợ con mình mặn cái này không đúng, mặn cái kia nó không đúng. Tại vì mình cũng thương trường là chiến trường mà. Mình đã mặn tranh rồi. Nên thành ra tôi với ba tôi, ba nó rất sợ. Sợ con nó mặn nè. Nó không bằng mình, nó không có để ý những cái nó sơ xuất. Thí dụ giờ mua bán có cái nó, thí dụ 10 món thì nó cũng thành công. Chú bán được 7 món thôi, còn 3 món là không bao giờ bán được.
nên thành ra mình rất là dè dặt, mình kêu con ơi phải cẩn thận. Ví dụ nó cởi mở lòng thì nó nói ừ mẹ ơi con mặn cái đó được, mặn kia được. Ờ giờ tiền nó xuống nó tâm sự cho mình biết. Con này không có, nó không tâm sự mà nó cũng không nói, nó cũng giữ kẻ đó để nó tự làm cái đam mê của nó. Nó có thể thất bại đó, nhưng mà nó sẽ lớn lên. Không lẽ giờ mình cứ bảo bọc nó hoài, đến lúc mình đâu bảo bọc được nữa đâu. Cho cần câu rồi, bây giờ nó muốn câu ở đâu là chuyện của nó, thậm chí muốn câu cá gì là chuyện của nó. Chứ giờ mình cứ bảo bọc nó hoài rồi mai mốt nó không có lớn lên được đâu, nó quen đó, đúng không ạ? Đúng rồi, bây giờ là hai vợ chồng nó nói là mẹ với ba hãy cứ an duyên là mần tuổi già mẹ với ba sống đi, còn tụi con lớn rồi, con nó đã 10 tuổi rồi, tự hai đứa nó quyết định được. Nhưng mà chú Vĩnh Linh biết không, tại vì tôi thì tôi tiếc là tại vì mình tài sản mình có sẵn, mình làm sẵn, mà tôi nói chú là mười mấy năm rồi mà ra Tết xong là hồi 19 tháng giêng này hai vợ chồng nó làm cái tôi chết đứng luôn á. Làm gì? Trang quán à? Không phải, nó đương kinh doanh nó mặn xong xuôi vậy đó. Thì tôi với ba nó cũng như là thấy con gì nó mặn, nó không có, nó lơ đãng, nó không có mặn, nó mình sợ thua sút người ta. Cái tôi lên tôi rầy nó, cái hai chồng nó coi chú coi, tôi biết đó, biết là hai vợ chồng nó quyết định nó sẽ dọn nhà đi. Cái xong của chú coi nó, tôi hai vợ chồng tôi ở dưới tiệm dưới, hai chồng trên này dọn đồ đi. Trời đất, tôi chết đứng mấy tháng nay luôn á. Buồn chứ chị hả? Hai vợ chồng nó dọn đồ đi hết, cháu nội tôi cũng dẫn đi hết luôn. Ông nội nó đau trở lên tới bệnh viện nhân dân gia đình này luôn đó. Ôi trời. Mà nhưng người ta nguyên một cái chợ, người ta nói là bố sao hai cha ông bà này im ru vậy trời, thấy con ở chỗ nó dọn nhà dọn ra xe tải một xe luôn nó đi, mà hai vợ chồng tôi vẫn làm thinh, tại vì con nó tự nó quyết định nó lớn rồi. Hai vợ chồng tôi vẫn ở dưới tiệm không nói một tiếng nào, tới chừng hai chồng đem xuống trả chìa khóa nhà cho tôi. Vậy chú tôi đau lòng dữ lắm. Bây giờ con trả tiệm lại cho mẹ. Hai chồng nó quyết định nó đi về bên thành phố Cao Lãnh, nó ở bên chú coi. Cái nhà đó của mình cho nó luôn hả? Dạ mình cho nó mà, nguyên một cái tiệm luôn. Rồi tôi hỏi chú nó đương bán tiệm gì, cái bắt đầu hai chồng đóng cửa lại đem xuống trả tiệm cho tôi nha chú coi đó. Nhưng mà trước đó là có chuyện gì không mà sao hai vợ chồng mình quyết định như vậy? Là vợ chồng em là không có thích cái nhà tạp hóa. Tại khoảng thời gian trước đó mấy năm, khi mà em mang bầu bé thứ hai á, là chồng em bị não á chị, đầu ôm đầu rất là nhiều, là bị stress với công việc á. Khi mà bán tạp hóa là chú Quyền Linh hỉ là biết là ở chợ đó mình phải thức sớm, tối thì phải đóng cửa trễ. Cái khoảng thời gian đó là cứ lây hoay ở nhà hoài. Rồi cái chồng bị đau đầu ôm đầu suốt, đến khi mà lên đại học y dược khám á, bác sĩ bắt buộc là phải mổ, tại trong não nó có một cái khối u mà kêu là tủ má bầm. Xong rồi cái mới chuyển qua chợ rẫy thì bác sĩ bên đây khám lại là nói là bảo là chỉ cần chích thuốc với uống thuốc thôi. Thì khoảng thời gian đó về là chồng con uống thuốc một năm trời luôn. Tối ngủ chồng cứ bị mớ á, là quơ tay vậy nè. Rồi kiểu như bây giờ là ảnh bị áp lực cho nên bây giờ ảnh không muốn kinh doanh cái nghề đó. Với lại phần thứ hai á, tụi con là kinh doanh bên mảng mỹ phẩm. Và cái TikTok thì tụi con mỗi ngày sẽ ra một cái video. Mà một cái video như vậy tụi con khi mà dựng lên á, nó sẽ rất là kỳ công. Nhưng nếu mà mẹ, kiểu như mẹ thì mẹ muốn là phía trước mẹ bán tạp hóa, phía sau con bán mỹ phẩm. Nhưng mà một ngày video tụi con làm á, rất là khó khăn. Tại vì tạp hóa thì khách cứ ra vô ra vô, còn bên đây thì tụi con phải tập trung mỗi ngày ra video như vậy hoài thì nó sẽ không được, tụi con không phát triển được. Còn ngành TikTok bây giờ nó phát triển rất là mạnh, nhưng mà hiện tại đến hiện tại luôn tụi con chỉ gây dựng mới có 17 video thôi mà tất cả đều lên xu hướng đó. Cái chị biết con là cũng từ TikTok thì con kiểu như cảm giác kiểu hai chồng rất là vui, tại vì công sức mình bỏ ra, con nhiều khi con ngồi con làm tiếng tới 2-3 giờ sáng luôn mà. Rồi sáng hôm sau con phải đăng cái video đó đúng giờ, tại vì con canh cái báo thức của mình thì đúng giờ đó con đăng một ngày, xong rồi chiều con phải quay video tiếp nữa. Nói chung là rất là cực, nhưng mà con không có tâm sự được với mẹ vấn đề đó. Tụi con phải kinh doanh nghề tạp hóa nữa. Đúng rồi, xét về 6 năm về trước á, là em đã từng thất bại từ 2 năm đầu. Em kinh doanh một công ty khác em thì thất bại, và đến hiện tại thì hiện tại em kinh doanh cái sản phẩm bây giờ là 4 năm, và em thấy là nói chung là công việc em rất là phát triển. Hai vợ chồng em mới hướng định hướng là muốn làm cái nghề này. Nó làm bên cái TikTok bên sản phẩm này nè, tôi cũng có theo. Dạ. Nó dẫn lên trên công ty đồ này kia là tôi cũng có theo con dâu. Thí dụ giờ con mình làm thì nó phải nói cho mình biết, đâu phải tôi có một cái nhà. Thí dụ giờ nó không làm ở tại tiệm đó phải không chú Quyền Linh, thì nó dời về đằng nhà ở hai cái. Thì bây giờ con cứ nói giờ mẹ ơi con không làm chung cái nhà này được, thì
con dời. Dời về nhà thằng kia thì ở cũng được, còn này xong hai chồng dọn xong quyết xe tải chở tuốt cái gì ở bên Cao Lãnh ở bên. Rồi vui to rồi nó đem hai đứa cháu nội tôi đi luôn. Mẹ nói đúng đó con, tại vì con ngại con nói chuyện với mẹ thôi. Chứ đúng ra mẹ rất là thương con, bởi vì sự bảo bọc của mẹ cho con đó. Mẹ có rất nhiều điều kiện để tạo cho con dâu, nhưng vấn đề là con ngại con không chia sẻ với mẹ thôi. Ở đây thật ra không ai có lỗi cả, mẹ rất là thương con, mẹ muốn hỗ trợ con hết sức mình. Vấn đề mẹ không biết con làm cái gì để mà hỗ trợ. Còn con cũng rất là yêu thương mẹ, nhưng con ngại con nói ra, rồi mẹ lo, mẹ không cho con làm cái nghề của con. Thành ra con không nói với mẹ thôi. Vậy thì mỗi người lại có một cái khoảng cách đó đó. Rồi tự khóc một mình, rồi tự tủi thân một mình. Đúng không con gái? Đúng là cũng như nó không có mở lòng. Đó. Nó không mở lòng nên thành ra tôi cũng không hiểu. Thí dụ như về chồng nó về nói, ờ mẹ ơi, con cần 150-200 triệu là tôi đưa liền. Đó. Thôi nó phải chi con mở lòng, con nói cho mẹ biết. Bây giờ mẹ ơi, con vợ con kinh doanh thiếu cái gì cái gì. Miễn tôi nói tới cái bắt đầu nó nói nó muốn làm gì làm. Cái mình nói nó, cái nó nói giờ mẹ muốn cần con trả lời mẹ. Đó. Rồi thí dụ chồng nó về cái nói, ừ mẹ ơi bây giờ con bằng cái đó con thiếu, con muốn kinh doanh bên đó vậy. Mẹ đưa con 150-200 triệu thì tôi đưa liền. Chị xui tôi cũng vậy luôn, là hai bên đều giúp đỡ cho hai đứa. Nếu mà nói ra là xin mượn tiền mẹ để làm ở công việc khác thì sợ cô không cho, cô không đồng ý thì nhiều khi là hai anh chị không có dám chia sẻ với cô. Rồi nó sợ mẹ nhưng mà cũng như quá. Là nó ngại. Nó ngại nó ngại. Không dám. Nhưng mà nếu mà chia sẻ với cô thì cô có đồng ý đúng không? Rồi cô đồng ý mà. Tại vì cũng như là cô nói là cái gì là phải nói cho cô biết. Nó không có nói sự thật, cho nên thành ra mình không có hiểu con mình nó sao. Sao con? Con nói thì nói vấn đi. Đề là giờ hai chồng con muốn là mẹ chỉ là đi chùa chiền, họ đi tập thể dục này kia thôi. Nhưng mà mẹ vẫn tiếc cái nghề đó, mẹ không muốn bỏ. Mẹ nói là bây giờ mẹ vẫn bán, tụi con tiếp mẹ phụ mẹ, nhưng mà bây giờ chân mẹ rất là yếu rồi. Hai cái gốc có mẹ bây giờ đi không nổi nữa, rồi tụi con không muốn mẹ bán nữa. Cũng như tôi là giờ nguyên một cái tiệm, chú Quyền Linh biết, nguyên một cái tiệm tạp hóa mà chú muốn nghỉ đâu phải dễ. Đúng rồi đó. Bán tạp hóa nữa, hàng cứ bổ đồ hàng đúng vô rồi bài. Đúng rồi, mà phải chi bây giờ mình là đại lý, mình biết bị mai một nữa. Mình không bán được thì mình nghỉ. Còn này mình ở giữa chợ bán rất là đông thì để mình cái tiệm sang cho tôi bán cho. Thì bây giờ tôi nói á, là bây giờ sáng sớm mẹ vẫn lợi mở cửa cho hai đứa, mẹ vẫn bán giác sáng. Đâu phải thí dụ như nghề của hai đứa nó đâu phải làm hoài. Bây giờ hai đứa giờ nào rảnh hỗ trợ mẹ với ba. Rằng bây giờ hai đứa con của cô là nó ở xa hết rồi, chỉ có hai đứa này nó ở gần thôi. Đó. Không được, không được. Cái nghề mà bán mỹ phẩm phải làm tới tóc á, là nó phải tư duy rồi tính toán quay làm sao. Mà nó tập trung bán tập quá, bán từng bán 500, 5 ngàn, 10 ngàn thì nó không có một cái đầu óc để làm nghệ thuật. Hồi lúc đây mà chồng con còn bán cái đó đó cái con không thể nào làm clip được, mà trong hệ thống con những cái người, tại vì con là nằm trong cấp cao của hệ thống, ví dụ có 9 người đi mà hết 8 người người ta phát triển hơn con không, kiểu như con buồn. Đúng. Tức là con bị stress. Tại sao người ta có thể làm video, người ta phát triển, người ta hút qua Facebook, người ta bán hàng rất là nhiều, nhưng mà thời điểm đó con không làm được, con không thể quay video được, con không làm content được. Con buồn khóc luôn á. Tức là mình đã, con này kiểu như con đam mê cái nghề này lắm. Con muốn kiểu như con phát triển bên cái nghề này, nhưng mà con không làm được với chính bản thân của con buồn. Chính xác như vậy. Thật ra cái đam mê đó nó làm ra tiền mà. Đúng rồi. Chứ phải đam mê nó làm ra tiền. Mà cái đó nó phát triển rất là dữ dội, thậm chí á là cái kinh của nó bán lời nhiều hơn là bán hàng tạp hóa. Đúng luôn. Rồi. Cứ ra vô mua 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn rồi lắc nhắc, rồi ngồi chờ cái hai lúc nó dồn vô nó mua tùm lum, nào sữa nào, dao ua nào, nước rửa chén tùm lum la. Nó mệt lắm. Hồi tới tóc người ta chỉ làm ra video lên xu hướng là bắt đầu cứ người ta tới đặt hàng là cứ giao thôi. Dạ đúng. Nhưng mà thôi theo Linh á là cho nó theo cái nghề mà đam mê đi. Nếu người ta đam mê mà mình ép nó bỏ cái đam mê của nó ức lắm. Không. Bây giờ chị không cho, chị cứ bắt nó phụ chị bán. Không, cái này là cô á là chị là nói là hai vợ chồng nó vẫn làm cái nghề đó. Nhưng mà ở gần, bên đây là mẹ, bên đây là ba. Nhưng nó sợ. Ví dụ có thời gian 1-2 tiếng đồng hồ, thời gian nào rảnh thì bên nay ba có nhờ thì con lại, bên nay mẹ có nhờ con lại. Cũng khó. Nhưng mà bây giờ mẹ đi không nổi nữa. Bây giờ nó đang làm, đang video thì nhờ rồi sao nó bỏ cái lúc nó quay được. Quay rất thì khó. Thì nó cũng ngại. Thì mẹ có một phương pháp nữa đó là mình thuê thêm người phụ đi. Đúng rồi, mình có thuê. Dạ. Sang cho tôi cái quán đi, tôi bán cho khỏi còn thuê ai hết trơn. Hồi đó tới giờ là nhà tôi là dù khá giả nhưng mà không có ăn cơm gia đình. Không phải được phải chị. Bây giờ á, sau câu chuyện ngày hôm nay đó, chị với ông xã với con trai, con dâu hoặc gia đình ta phải họp lại với nhau ít nhất một tuần lễ, cùng cực lắm một tháng đi. Tôi phải có bữa cơm gia đình, tất cả quây quần. Thật ra thì tụi nó ở gần chị mà,
mẹ con ngồi với nhau làm bữa bánh xèo, làm bữa gì đó, làm cái lẩu mắm, lẩu cua đồng gì đó, ngồi ăn với nhau mà vui với nhau. Thí dụ nó nấu cơm, nó nấu cơm là tôi với ba nó ăn, nhưng mà tôi nấu là hai chồng nó không ăn, là cũng như là không vừa khẩu vị hay gì vậy đó. Thí dụ mình kể lên mình là... thấy con mình lên mình tiếp đồ này không, kia không, hồi đó giờ là con không ăn cá được, nhưng mà ba mẹ rất thích ăn cá, nhưng mà con có thể nấu cá được cho ba mẹ dù con không niêm. Nhưng bữa nào thì chị nấu cũng có miếng thịt vô cho nó hồi nãy. Không, mẹ cũng có nấu, mẹ nấu thịt cho con ăn. Ăn bữa cơm gia đình chung với nhau thì con. Con cũng rất là thích ăn mà kiểu như gia đình sum vầy là con rất là thích. Tại đó giờ là sinh nhật này kia trong nhà con thích tổ chức cho từng người luôn. Chứ khi phải là... mà chương trình phát sóng á, chúng ta sẽ xem lại câu chuyện ngày hôm nay. Rồi tự mỗi người chúng ta sẽ thấy mình thiếu cái gì trong đó. Và chúng ta sẽ kết nối lại. Không muộn đâu. Đến lúc này thì đã đến lúc là chúng ta cần ngồi lại với nhau để nói tất cả những cái gì mà mình chưa nói được. Như nãy giờ mình nói với nhau đó. Và khi xem lại cái hình ảnh này, chúng ta sẽ biết chúng ta nên làm gì. Chúc gia đình chị sau câu chuyện ngày hôm nay sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Bớt đi một chút, cũng không thiếu gì đâu. Nó yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Bây giờ hát một câu nữa coi. Thì con gái tặng quà nè. Bây giờ quên đi, lau hết nước mắt đi. Mẹ thường bảo con thân gái đục trong, mai kia mốt nọ còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chịu cưng, chẳng thèm liều lo lấy thân. Lỡ mai về bên khó lòng, nhà người ta xem chẳng về gì đâu. Mẹ ơi, phận gái 12 bên nước, con biết bến nào trong, biết sông nào đục, biết rủi hay mai một ngày con xuất gia theo chồng. Trời ơi, bây giờ đó là con có thêm một diễn viên để làm TikTok cho nó lên xu hướng luôn. Không, mẹ mà diễn là số 1 luôn. Không, hồi nào tới giờ là tại vì hồi nhỏ tới lớn là tôi thích hát ca lắm. Mẹ con vui mà. Dạ đúng rồi, không con tại không có cách nói được. Đó, hai cháu nội tôi đó, thằng này nè. Đó, dạ, thằng này là thằng này là ông nội nó cưng nhất luôn nè. Vậy đó hả? Cưng lắm. Về thì cháu nội phải rủ ông nội đi chơi nè. Rủ ông nội đi ăn nè nha. Đẹp trai quá trời đất luôn. Hai thằng trai nó đẹp trai luôn á. Nói Giang ba nó xê chút nào chứ. Nói mẹ bớt đi. Bớt việc chút đi. Quan trọng sức khỏe thôi con. Ha, con ít nói với mẹ lắm đúng không? Dạ, không có tâm sự. Tại sao vậy? Giống như là kiểu bằng không có quan điểm không có giống nhau. Bây giờ con gái chủ động luôn. Con với mẹ con có thể nói được nè. Con với con ruột rồi còn nữa, 12 năm làm dâu rồi. Bây giờ bắt đầu từ hôm nay, theo chú là không có khoảng cách nữa nha. Dạ. Muốn nói gì cứ lại nói thẳng với mẹ. Nhân dịp hôm nay có chương trình Mẹ chồng nàng dâu, con muốn gửi tặng cho mẹ món quà. Và đây là cái lá thư mà con tự biết. Rồi con gái đọc luôn đi nè. Con nhờ chú đọc giùm con. Bác đại chú Quyền Linh ha. Chú quan trọng chú đọc được không? Gửi tặng mẹ, người mẹ thứ hai của con. Cảm ơn mẹ đã sinh ra một người con trai quá hoàn hảo. Dẫu anh ấy bây giờ có tha thiết yêu con thì vẫn chẳng ai thay thế được mẹ đâu mẹ à. Mẹ chẳng cần phải buồn phiền khi thấy anh ấy quan tâm và lo lắng cho con, vì trước khi làm những gì điều ấy cho con, anh luôn nghĩ về mẹ trước hết. Con thiếu sót điều gì thì mẹ mong mẹ chỉ dạy. Chỉ cần những điều con làm được, con sẽ cố gắng để mẹ vui mẹ nhé. Mong mẹ hãy vui vẻ những năm tháng sau này khi có vợ chồng con bên cạnh. Con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ thấy sao? Cái lần đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình đó, cô ấn tượng như thế nào và những điều gì đồng lại với cô? Lần đầu tiên thì nói chung là hồi lúc đó đó thì cũng đi mua bán này, thì quen với bà Xuôi là mẹ của bé Liên á. Rồi xong rồi á thì nói chung là chị em thì cũng cảm mến nhau, rồi mới mời xuống nhà chơi. Thì lúc đó mẹ bé Liên xuống á thì có dắt Liên theo. Mà cái ấn tượng đầu tiên á là bữa đó là mình
có nấu cơm để mời hai mẹ con ở lại dùng cơm trưa. Dạ. Thì không biết là mình ở gia đình nấu ăn ngon hay sao á, mà bé Liên á vô ăn 5 chén cơm. Ôi. Dạ. Với lại một cái ấn tượng á, thì khi mà mình gặp bé Liên á, thì mình nhìn ủa con nhỏ này sao nó không phải con mình á, mà sao nó cũng hao hao giống mình. Mà tới chừng á, về sau này á, ai cũng nói, cứ ra đường mà hỏi nói mẹ chồng nàng dâu cái ai cũng nói tưởng con ruột không à. Nói ủa sao con dâu mà sao có nét giống chị dữ vậy. Nói chung là hòa hợp ngay từ lúc đầu đó hả? Từ lúc đầu là thấy hợp rồi. Nhưng ăn 5 chén cơm, ăn 5 chén cơm là mình cũng giật mình rồi. Nhưng mà lúc đó thì mình chỉ suy nghĩ là chắc tại gia đình mình nấu ngon quá. Không nghĩ ăn nhiều quá. Còn chị không biết chị có ấn tượng gì với mẹ chồng của mình không ha? Dạ, lần đầu tiên mà em gặp mẹ đó, thấy sao mẹ trẻ quá. Nói, ủa, tưởng đâu cứ là cái người chị ở trong nhà không à. Nói, mẹ sao mà đẹp mà trẻ quá chừng luôn. Dạ. Thấy đồ ăn ngon quá, ăn quá chừng luôn. Nói, về nhà mới suy nghĩ lại, trời có khi nào mà thấy mình ăn nhiều quá vậy ghê không? Vì lúc đó chưa có quen con của cô ha sao? Chưa quen. Chưa quen. Khi mà xuống thì hai đứa nó gặp nhau thì bắt đầu là nó mới quen nhau. Tức gặp nhau từ 5 chén cơm đó hả? Từ 5 chén cơm. Ông xã giờ nói, trời em sao em ăn cơm dữ vậy. Nhà cơm của nhà anh ngon quá nên ở suốt đời để ăn luôn. Từ cái bữa cơm đó thì bao lâu thì hai vợ chồng mình mới... Dạ bữa cơm đó là được đi đi chơi với ông xã luôn, như là hai đứa bạn rồi đi uống nước. Dạ. Rồi cũng nói chuyện qua lại thấy hợp, rồi chừng như là mẹ cưới về nhà mẹ luôn. Vậy đó hả? Hai đứa nó quen nhau á là cho tới lúc hỏi cưới bỏ rượu rồi chỉ có 4 tháng thôi. Lý do tại sao cô cưới nhanh dữ vậy? Thì hai đứa nó hợp nhau. Dạ. Rồi bắt đầu á là nó hẹn hò với nhau, rồi tới lui á thì khi mà nó nói là nó thương nhau á thì mình mới đi coi tuổi, thì mình cũng tính là thôi để coi rồi để thí dụ ấy đi hỏi cho nó rồi từ từ rồi cưới. Yeah. Nhưng mà lúc mà đi coi tuổi á, thì thầy nói là cưới trong năm luôn, không có để sang năm. Thành ra là nó tiến hành đó là trong vòng chỉ có mấy tháng thôi à. Cưới theo thầy đó ha. Cưới theo thầy mà theo ý tụi nó nữa. Đúng rồi, phải theo ý tụi nó. Nhưng nếu thầy nó 5 năm nữa thì sao? Rồi bởi vậy 5 năm nữa khóc với mình đâu có được. Rồi đó, còn có một cái điều là đáng nhớ nhất luôn. Coi như là cả một cái ở một cái xã, một cái phường đó đều biết đó, là khi mà đám cưới về xong rồi á là con dâu nó còn phải học lớp 12 thêm mấy tháng. Sao vậy? Tại vì á là nó chương trình của nó học còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp. Rồi á mà làm đám cưới á thì nghỉ thì dở dang, phải cho đi học tiếp, chồng cứ đưa rước đi học. Phải học xong hết lớp 12 mới cưới được. Dù cái trước lớp 12 chưa đủ tuổi à. Đúng không? Còn thiếu 3 tháng. Quá trời, tưởng đâu cưới trong lớp 12 là mệt lắm rồi nha. May quá vậy thì ráng đi, về vợ học xong tốt nghiệp mới cưới. Đây, em mang thai được mấy tháng rồi? Dạ hơn 8 tháng anh. Hơn 8 tháng rồi hả? Mấy bé rồi chị? Được 3 bé rồi. Trời ơi. Bé này bé thứ 4. Hả? Trời ơi sao mà trẻ đẹp quá vậy. Nhưng mà chị bên đó 4 đứa chắc con cũng 3. Mấy người đẹp là đẹp, thường đỡ nó vậy đó, là được tặng là danh hiệu là người mẹ anh hùng. Nhưng mà bốn cháu. Dạ. Chị em làm nghề gì? Em tối thì đi dạy võ phụ ông xã. Trời ơi. Còn ban ngày ở nhà thì trông mấy bé với lại kinh doanh tự do thôi à. Dạy võ hả? Dạ, đúng. Hèn chi tới 4 đứa khỏe dữ ha. 4 đứa thôi, con mình nó sinh cũng nhiều đúng không, mình có lo gì không? Thì nói chung á thì mình cũng có cho tụi nó ở riêng, rồi nó cũng kinh doanh nhà trọ, rồi nó cũng để lo cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Cô có khuyên là con mình sinh ít không?
trời giờ nó nói bữa hổm á mới đầu nó sinh hai đứa dạ. Cái xong cái nó sinh thêm đứa nữa cái nó mới nói á mẹ ơi bây giờ á là con mới chỉ có một đôi dép rưỡi à phải một chiếc dép nữa mới được hai đôi là phải đẻ đứa nữa mới đủ bốn đứa là hai đôi dép vì hai đôi dép mà sinh bốn đứa cũng quan điểm lạ nha chị cái bí quyết gì mà chị sinh nhiều quá vậy hình như là tại vì cảm thấy mình thích con nít lắm nhiều người nhiều đứa bạn thì tuổi này nó không chịu sanh đâu sanh chừng một đứa thôi à nhưng mà mình thấy con mình đẻ ra thấy thương quá với lại chắc dễ thương giống mình nên mình thích đẻ nhiều thì muốn đẻ vấn đề là bí quyết nào để nuôi được bốn đứa là quan trọng bí quyết đẻ ai không có bí quyết nói chung đó là hai vợ chồng nó cưới nhau 10 năm dạ. Nhưng mà đẻ con thì là 7 năm Một mình hai vợ chồng chị lo hả hay là có nội ngoại phụ dạ. Có ý định gì nữa không? Dạ em chưa biết anh trời ơi. Vài năm nữa là mình tính tiếp ôi. Cái này không phải nhà lo mà tôi lo nha. Tôi thấy thật sự là lo cho nhà đó thôi cũng được rồi đó. Dạ. Chú tiểu rồi tao muốn đẻ kệ tao đi. Nói chứ mình đẻ nhiều quá đôi khi là nó cũng mệt ảnh hưởng xã hội. Đâu có nhiều khi chị đẹp ra đó. Đẻ là đẹp nhưng mà mọi người khổ. Sao vậy? Khổ nhất là bà già chồng nè. Đúng không cô? Nhưng nói chung là vui thôi tại vì á mình cũng có hai đứa con trai à. Dạ. Nhưng mà giờ á là thằng lớn hai đứa rồi thằng út này á là bốn đứa là được sáu đứa cháu nội. Ừ. Vậy cô tính mấy đứa? Tính rồi phải tám đứa. Rồi mình nói chút xíu về cái câu chuyện trong gia đình đi cô nha. Cô có những cái gì mà có khi mâu thuẫn với con dâu không? Nói chung á mâu thuẫn thì cũng không có nhiều. Là tại vì á là khi mà con mình nó có gia đình á mình cho nó ở riêng. Mỗi đứa đều cho ở riêng hết, còn giờ là còn hai ông bà già. Ở riêng nhưng mà cô có muốn con mình làm gì theo ý mình không? Cũng có chứ, thí dụ như nhiều khi á cái tụi nó thì cũng trong coi nhà trọ thì mình thấy mình cũng nhắc nhở thí dụ tới cái ngày gần tới ngày người ta lãnh lương á thì phải nhắc nó đi đóng đi ghi số điện rồi tính tiền này nọ để mà mình phát cho nhà trọ đó rồi tới ngày người ta mới lãnh lương về thì người ta biết số tiền người ta đóng cho mình. Có bao giờ mà con dâu làm phật ý cô không? Có hồi cũng có chứ cái hồi mà nó mới về á thì kêu nó vô bếp làm đồ ăn nó nói mẹ ơi giờ con chỉ biết chiên trứng với lại nấu mì vậy thôi. Nói gì luôn hả? Tại vì nó là con gái út, gia đình là bà xui chín anh em à. Mà nó út là nó đi học rồi thành ra nó không biết làm gì hết trơn à, mẹ chỉ con từ từ. Nó vậy đó cũng khôn lắm, về cũng biết là nói là giờ con không biết làm gì hết nên mẹ chỉ con từ từ. Nhưng mà nói chung nhà mình thì cũng có cái người làm nữa hết. Yeah. Rồi thì hai mẹ con cũng đi shop đồ này nọ đồ chơi thôi chứ cũng không có làm gì nhiều. Nhưng mà cái ấn tượng mà thí dụ buồn phiền con dâu á thì hồi đó giờ á đâu có biết, mình thấy nó cũng hiền. Mà tới hồi á bữa đó cái em biết nó ghen chồng nó làm sao á mà nó giận dữ lên quá trời luôn á. Mà cái con nhỏ đó thì ở nhà trọ, mà nhà trọ người ta cũng đâu liên quan gì tới, mà nó nghe ai nói sụt sịt sao tưởng đâu là chồng nó là quen sự, biết như nhỏ đó nghe cũng như nghe đồn. Yeah. Mà con nhỏ nó ta vừa đi ra mà tao đón taxi người ta đi mà nó mở cửa taxi vô lôi người ta xuống. Trời ơi. Lúc đó mình mới nói trời ơi con dâu á hả, hồi nào giờ mình thấy nó hiền mà ai về đâu cái nốt tới hồi nó ghen lên nó cũng dữ quá. Cũng mất dữ lắm hả? Rồi cô xử lý sao cô? Rồi cái đóng cửa lại cho xe taxi chở người ta đi chứ người ta có làm gì đâu. Ủa lúc đó là cô đang ở nhà chị hay là cô từ nhà cô? Lúc đó là đang chơi bên nhà nó. Dạ. Nếu đó con dâu thì giải thích sao với mẹ chồng?
Rồi lúc đó thì nó cũng bù lu bù lo lên, khóc bù lu bù lo lên. Rồi ông xã giải thích riết rồi mới nguôi, mới hết cái cơn giận, hết cái cơn ghen xuống. Vậy nhưng mà cũng đâu có đâu, cái mới đây cũng vậy nữa. Hai vợ chồng thì đi dạy võ, mà chồng dạy võ thì con gái 17-18 tuổi á, cái không biết làm sao cái cũng ghen, cũng bù lu bù lo lên nữa. Trời ơi, chị, ông thầy võ sư nghĩa hiệp lắm, nên học trò mà có khó khăn gì là thầy giúp đỡ hết à. Vậy hả? À, nhưng mà thường thường là ở nhà mình có hay mâu thuẫn với mẹ không ta? Mâu thuẫn với chồng hay với mẹ là nhiều? Hình như là chồng nhiều, nhưng mà mẹ là người hòa giải hả? Người đứng ra mà để họ hả cái cơn mà cơn điên của con dâu. Tại vì á, nhiều khi á, lâu lâu á, cái nó điện thoại qua, nó mẹ ơi qua coi anh Tú ảnh vậy này kia kia nọ, thì mình qua thì nói chung mình thấy con dâu nó giận thì mình chỉ la con mình trước. Dạ. Rồi sau đó mình mới la chung hết hai vợ chồng là không có được cãi cọ này nọ đồ. Ừ. Thì bình thường là cũng không có gì, thí dụ như thì chồng của nó thì la con đánh con. Dạ. Tại tới ba đứa mà trời tối nó học về quần nó phá. Rồi con này thì cưng con, rồi mới cự nữ với chồng. Rồi cái bắt đầu lớn tiếng cái điện hai vợ chồng mình qua. Cô biết thích điều gì con dâu của mình? Thích cái là nó coi như nó xinh đẹp hơn mình. Nhưng mà đi ra đường cái ai cũng nói sao giống hai mẹ con chứ không có giống mẹ chồng với con dâu. Nói sao cái mặt cái nét giống giống. Mà có một cái điều cũng buồn cười lắm. Cái lúc mà mới cưới về á, cái dắt nó đi chợ, cái ai cũng nói chứ Khiều lại nói nhỏ, nói bà coi chừng con riêng của ổng. Cái mình nghĩ bụng dù con riêng của ổng, thí dụ ổng biết đi nữa, ổng làm sao không dám cưới con trai của ổng. Đúng rồi. Mà người ta cứ thấy nó giống nhau, hai đứa vợ chồng nó cũng có nét hao hao giống nhau nữa. Dạ. Cái người ta nói coi chừng con riêng. Phải giống nhau là gương mặt phu thê đó. Dạ. Những cái điều gì mà cô không thích con dâu? Không thích nó thì ở cái chỗ là đó, nó bù lu bù lo, cũng ghen bù lu bù lo. Cái ở nhà trọ người ta nhiều khi người ta cũng phiền. Dạ. Có mấy đứa mà sinh viên nó học, nó đâu có dám lại gần chồng nó. Dạ. Sợ con này ghen. Chị, chị có cái điểm gì mà không thích đó mẹ không? Mẹ hả? Hình như là mẹ quá là thần tượng. Quá thần tượng gì? Chị thích cái điểm gì nhất? Dạ, mẹ rất là tài giỏi, thương chồng, thương con, quán xuyến hết những cái việc trong nhà vậy. Mẹ rất là chu toàn. Mẹ mà đi du lịch ở đâu mà 10 ngày nửa tháng là ở nhà, cha con như là bùng nổ. Ủa, không vậy? Làm được việc gì hết. À vậy hả? Là có mẹ, không có mẹ là coi như là không làm được gì hết. Không có mẹ ở nhà là cha con cứ cãi qua cãi lại, rồi làm việc này cũng không xong, làm việc kia cũng không xong. À. Mẹ lo lắng hết đúng không? Dạ. Nhưng có bao giờ em giận mẹ điều gì không? Em hả? Chỉ không hình như là không có giận mẹ được cái có gì. À, có cái gì? Có cái gì mà đó giờ chưa có dám nói ra? Có không? Anh nghĩ không lẽ không có, chắc chắn sẽ mà, có điều mà đó. Cái chương trình này đặc biệt là khi mà chia sẻ ra cái hai mẹ con lại tự nhiên hiểu nhau kinh khủng luôn á. Mẹ như chắc cũng không có giận quá, tại vì mẹ đối xử cư xử đều là hòa đồng hết. Dạ. Chỉ có cái tính con nít của mình, nên khi mà mẹ cưới chị dâu á, khi tình thương của mình bị san sẻ, cái mình cảm thấy ôi sao lúc đó mẹ thương con hết rồi bây giờ là mẹ lại thương thêm một người nữa, cái mình cảm thấy buồn buồn. Nghĩ vậy. Chứ không có buồn mẹ gì. Rồi mẹ có khi nào giận con dâu điều gì không? Thì giận thường là nói chung là hai vợ chồng nó cãi cọ là giận, cái lúc mà mình qua mình la nó không có im. Là nó cũng giống như là nó cũng cãi cho cái theo cái lý của nó là đúng vậy đó. Như lúc rồi, đó thì cô có giận không? Thì cũng giận chứ, phải mình phải dùng cái quyền làm mẹ của mình. Mình la lên cho nó, để cho tụi nó im. Thì lúc đó là nó bắt đầu nó im. Mà nhiều lần vậy không cô?
cũng thường xuyên là tại vì có mấy đứa nhỏ đó, rồi chỉ là hai vợ chồng là cãi cọ vậy. Điện mình qua cái mình giận, có hồi nhiều khi mình qua tại mình biết qua cũng xử mấy đứa nít nữa làm quan tò à. Mà em sợ điều gì nhất ở mẹ chồng của em? Em sợ mẹ giận lên, sợ làm những chuyện gì đó sai để cho mẹ buồn, mẹ khóc. Có bao giờ chị làm cho mẹ khóc chưa? Có rồi. Sao vậy? Em hôm bữa em có bầu mà giận ông xã quá, cái người mình nó mệt lên á, cái làm cho mẹ khóc. Mẹ nói con mà giận như vậy nữa là mẹ đưa đi bệnh viện đó. Mẹ khóc quá chừng, mẹ ôm lại mẹ nói thôi đừng giận nữa. Hai mẹ con ôm nhau khóc luôn. Cũng tình cảm quá hả? Không còn, nói chung không có gì mâu thuẫn lớn đúng không? Dạ. Với lại thương mẹ là lúc mà đi bệnh viện sanh á, là mình đau cái mẹ cũng đau, mẹ khóc luôn. Dù là mẹ chồng nhưng mà mẹ thương lắm. Thương. Lúc mẹ khóc thì em nghĩ sao? Em nghĩ mình phải cố gắng mạnh mẽ. Có bao giờ em tự thấy có lỗi với mẹ chồng mình không? Dạ đúng. Có lỗi với mẹ những lúc mà hai vợ chồng những chuyện không có gì lớn hết mà để cho mẹ phải buồn phiền, mẹ phải chạy qua chạy lại đi xử hai đứa như hai đứa con nít vậy. Có một người này cũng khó chịu khi mà cái sự việc xảy ra giữa hai mẹ chồng và con dâu đấy. Bây giờ mình xem cái người này nói cái gì nhé. Mẹ có thấy hai con dâu. Hồi xưa hai người đó là bạn thân học chung từ hồi phổ thông, từ cấp 2, cấp 3. Chị dâu thì giỏi về việc lúc nút. Vợ mình thì hướng ngoại, không có biết điều đó. Thì giữa hai người thì nhiều khi có xích mích xảy ra. Và mẹ mình thì cũng hiểu điều đó và cố gắng hòa giải, khuyên răn cả hai cô con dâu. Nói chung thì mẹ cũng khá là đau đầu về chuyện đó. Tại hai người không giống nhau mà. Vậy thì đương nhiên phải đụng chạm lẫn nhau rồi, nhất là ở chung một gia đình. Hai người con dâu có nhiều đụng chạm lắm. Trong những lúc đụng chạm đó thì mẹ dặn con dâu nhất là chuyện trước khi có con. Vợ mình còn trẻ, không có con, thành ra bực bội trong lòng, hay cãi nhau, giận dỗi, đập phá đồ. Thì mẹ không thích điều đó. Nhưng mà bản tính của vợ mình lúc đó còn trẻ lắm, chưa có hiểu được cái điều đó. Lúc đó thì mình cũng khá là đau đầu giữa việc mẹ chồng với con dâu. Tức là câu chuyện ở đây là đã có mâu thuẫn xảy ra. Nhưng trong lúc mâu thuẫn đó thì mẹ chồng hay nàng dâu ai sẽ nhường ai? Mình có nói mẹ, thật đi. Mẹ thấy chắc còn con nít quá nên mẹ cũng không có để bụng. Và phải vậy, như là mẹ là người phải hy sinh, là tha lỗi cho cái con dâu trước. Tại vì tánh nó còn con nít quá, nó không biết suy nghĩ để làm cho cha mẹ buồn. Em nghĩ vậy. Còn cô? Nói chung là lúc đó thì cái thằng Út thì lấy vợ trước thằng Anh, là lấy bé Liên này nè. Rồi xong rồi thì bé Liên mới dắt một người bạn về nhà chơi. Thì sau này thì thằng Anh nó là quen với con đó, bé Linh đó. Là giờ là tụi nó là chị em bạn dâu với nhau. Nhưng mà thì khi mà về thì con bé kia nó lại có con trước. Còn bé Liên thì nó có con sau, cho nên cái thời gian đó thì cái dạng giống như nó cũng buồn, phải không? Nó cũng sợ nó không có con. Rồi mình thương cái cặp kia hơn, cho nên nó là trong lòng nó cũng bực bội lắm này nọ. Nó nhiều khi thì nó cũng khóc, rồi nó buồn phiền. Rồi thì mình chỉ làm mẹ thì mình chỉ biết khuyên thôi, chứ mình đâu có biết chừng nào nó có con đâu mà mình an ủi nó. Thì mình cũng chỉ nói là thôi từ từ rồi cũng sẽ có con, phải không? Nói chung là thì chỉ có vậy thôi, chứ cũng cũng không có gì mà đến nỗi lớn lao.
Cái lúc đó cảm xúc của chị như thế nào? Chị có thấy bị tủi thân không? Rất là tủi thân. Buồn nhiều lắm. Chị nói chuyện với ai cái về vấn đề đó nhiều nhất? Nói với ông xã. Kêu thôi giờ bỏ em đi, tại vì em không đẻ được cho anh. Buồn dữ lắm. 4 năm sau mới có con được. Nhưng lúc đó sao mình không chia sẻ thẳng với mẹ chồng luôn? Thì ba mẹ cũng thương, cũng đi bệnh viện này, cũng đi bác sĩ kia, cũng trị cho. Nhưng mà mình thấy mình về trước mà mình không có con được cho ba mẹ, buồn dữ lắm. À, không phải đâu, tại vì con cái là cái trời cho. Cái duyên là cái duyên trời cho này. Sau 4 năm đó giờ được 4 đứa cũng được. Cái này người ta gọi là đẻ mù nè. Gấp đôi là chú. Đẻ mù luôn. Chứ sao nếu mà tính ra mà nó hồi đó, tại vì nói chung là không phải nó không có con, nhưng mà nó khi mà nó có bầu á thì là đi siêu âm á, là sanh đôi 2 đứa. Nhưng mà cứ hả tượng lớn chút thì nó hư. Mà mấy lần vậy á, nếu mà tính ra mà không hư á, giờ nó có 8 đứa. Trời ơi. 3 lần mà 4 đứa. Rồi giờ 4 đứa nữa là 8. Trời ơi. Trong những lúc có con buồn như vậy thì cô có hiểu không? Mình cũng hiểu, nói chung mình đàn bà mình cũng hiểu. Cô có động viên chia sẻ gì không? Rồi cũng chia sẻ với nó, cũng an ủi nó thôi từ từ. Rồi cũng dắt nó đi bác sĩ, rồi đi bệnh viện. Coi như chỗ nào mà người ta chỉ thì mình cũng dắt nó đi để mà cho nó giữ được cái thai. Đó, thì cuối cùng thì nó đẻ hai đứa đầu là đẻ 1 luôn. Rồi cái chừng 5 rưỡi đẻ đứa nữa. Rồi nay 4 năm là giờ mới đẻ nữa. Đó cái mà giữa hai người, cô với mẹ của Liên là bạn thân với nhau đúng không? Thế giữa hai người rất thân nhau, gặp nhau từ đầu, vậy mà không chia sẻ được những cái lúc đó thì đúng là em giữ trong lòng á, nó lại càng buồn hơn nữa. Nếu mà những lúc đó mình có thể thoải mái chia sẻ, mẹ chồng ơi, mẹ ơi, con suy nghĩ thế này nè, thì chắc chắn mẹ cũng sẽ là người gọi là cảm nhận đầu tiên mà mẹ sẽ nói không sao đâu con, rồi từ từ mình cũng sẽ có con thôi mà, thì đó sẽ đỡ buồn hơn đúng không? Nó không có chia sẻ nhiều, nhưng mà nó rước má nó xuống ở luôn, nó phụ nó giữ mấy đứa nhỏ. Rồi hôm nay thì cũng có những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ như thế mà nhiều năm qua mình cũng giấu kín ha. Hôm nay có cái dịp chia sẻ ra thì mong tất cả mọi thứ nó nhẹ nhàng hết. Em cũng đừng có xúc động về những cái điều đó nữa, bởi vì đang mang bé mà nha. Dạ. Đừng xúc động, cố gắng mình giữ sức khỏe thật tốt ha. Có mẹ chồng thế này thì quá. Dạ. Cũng đừng có ghen nữa quá, bởi vì anh nghĩ rằng chồng em 4 đứa con thì nội mà lo cho con đầu tắt mặt tối thì không có thời gian mà ăn gì đâu. Đừng có lo ha. Chúng ta sẽ xem người trong cuộc mong muốn cái điều gì. Con gửi lời đến mẹ. Vợ con thì hướng ngoại nhiều, thành ra không nhiều cái việc bút nút. Mẹ cũng biết điều đó thì mẹ cũng thông cảm cho vợ con, gửi đến vợ yêu dấu của anh. Anh cũng mong em là cố gắng học dạy ba món ăn, để mỗi khi mà nhà có tiệc thì em cũng có ra nấu ăn cho mọi người biết. Em cũng giỏi gì bút nút chứ. Cuối cùng thì con muốn gửi lời đến cho mẹ và vợ, đề nghị là mỗi khi ra đường là hai người cố gắng để ý tới con nhiều hơn. Tại vì hai người đi chung mà cứ giống như mẹ con ruột, còn con là con ghẻ. Thật là bức xúc. Rất là hay ha. Cái câu chuyện này phải nói là rất là tuyệt vời. Khi mà chàng trai nói được con tưởng đâu con ghẻ là hay lắm rồi đó. Chứ nếu mà thấy là con dâu là con ghẻ là mệt lắm đó nha. Hôm nay thì nhân dịp này thì mình có muốn nói điều gì với mẹ mình hay không? Muốn nói với mẹ là tụi con yêu mẹ rất nhiều. Mong cho mẹ luôn là giữ gìn sức khỏe thật tốt để ở với chúng con.
Mẹ có đi chơi xa thì đi ít thôi. Đi nhiều quá nhà cha con quán xuyến công việc không hết. Nhưng mẹ ở nhà lo cho tụi con tiếp hả? Không, mẹ ở nhà là mọi thứ là tuyệt vời hết luôn. Rồi, cô có mong muốn thay đổi ở con dâu mình điều gì nữa không? Thì như mình nói lúc đầu á, nó không có biết làm đồ ăn gì hết á. Nhưng mà sau thì ở riêng thì mình qua thì mình thấy nó cũng có làm đồ ăn cho chồng nó chút đỉnh, nhưng mà nói chung là chủ yếu là có chị Xui ở đó. Còn mấy ngày thì chị Xui mà có đi đám tiệc thì chắc nó cũng cho chồng nó ăn trứng hay gì này nọ. Nhưng mình có với mấy đứa con thì cái điều nói chung là mình mong mỏi thì nói chung là giờ thì thấy nó cũng làm đồ ăn đồ này nọ đồ cũng được, thì không bằng thợ nấu này nọ nhưng cũng được. Nhưng mà nói chung là cũng mong là nó giỏi hơn, giỏi giang hơn. Yeah. Chứ còn chị ở ngoài xã hội là nó giỏi lắm. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô với lại em đã tham gia chương trình. Những cái mong muốn nãy giờ thì hai người đã nói rồi. Thì trước mặt mẹ chồng em hứa điều gì đi, mẹ muốn thay đổi điều đó đó. Yeah. Hứa đi. Con hứa. Nhìn thẳng vào mặt mẹ nói đi. Con hứa với mẹ là con sẽ lớn hơn, trưởng thành hơn, không nhõng nhẽo nữa. Có gì là con sẽ chia sẻ với mẹ hết. Con sẽ cố gắng nấu được vài món ăn cho chồng con, lo cho cháu của mẹ. Nấu vài món ăn cho mẹ nữa. Nấu vài món ăn cho mẹ. Nhưng mà vậy thì con dâu nó hứa vậy thì quá tốt rồi. Dạ tốt ha. Đó, mình cũng chỉ mong mỏi nhiều đó. Với lại hai vợ chồng nó được hạnh phúc mà đừng có ghen nhiều quá mệt mẹ chồng. Đó. Hứa nha. Dạ. Ít ghen lại chút xíu, nói chứ chồng mình cũng thương mình lắm, nãy nói rất là tình cảm đó nha. Chúc cho cô thật nhiều sức khỏe, chúc gia đình hạnh phúc nha.